Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cuộc sống khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Mùa hè đã tới, song diễn biến về thời tiết và dịch bệnh có những điều bất thường nên việc bổ sung vitamin để nâng cao sức đề kháng là rất cần thiết. Song lạm dụng vitamin sẽ mang lại hậu quả khôn lường. Đây cũng là nội dung của câu chuyện y tế hôm nay. Những thông tin xoay quanh bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính do thuốc lá sẽ được bác sĩ trả lời trong phần hỏi đáp y tế. Tiểu mục sổ tay học mở đầu chương trình sẽ là hướng dẫn sơ cứu đuối nước và cai thuốc lá bằng đông y. Đuối nước là một dạng của ngạt do nước bị hít vào phổi hoặc tắc đường thở do co thắt khí quản khi nạn nhân ở trong nước. Đây là một tai nạn hay gặp xảy ra trong khi bơi, đi thuyền và trong các hoạt động dưới nước. Tuy nhiên cũng có thể xảy ra tại nhà như trong bồn nước, chum, vại hay rãnh nước. Sơ cứu tại chỗ và đúng kỹ thuật là quan trọng nhất, quyết định sự sống còn hay di chứng não của nạn nhân. Mục sổ tay học ngày hôm nay với sự chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Minh Khôi, phó trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên, sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn cách sơ cứu người bị đuối nước đúng cách nhất. Kính chào quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi xin hướng dẫn tới quý vị khán giả cách sơ cứu, cấp cứu ban đầu trẻ bị đuối nước ngay tại cộng đồng. Đây là những biện pháp cấp cứu đơn giản mà ai cũng có thể thực hiện được. Ngay sau khi phát hiện một trường hợp trẻ bị đuối nước thì chúng ta xuống đưa trẻ lên trên bờ bằng cách là tay chúng ta quàng ở phía trước ngực trẻ, đầu trẻ chúng ta phải để trên mặt nước và chúng ta kéo trẻ lên bờ, thì đưa trẻ lên vị trí trên nền phẳng một cách nhanh nhất có thể. Sau đó chúng ta sẽ đánh giá xem tình trạng trẻ xem có còn tỉnh hay không. Trong trường hợp trẻ còn tỉnh, tức là vẫn còn phản xạ ho, thì chúng ta đặt trẻ làm một tư thế nằm nghiêng để các chất nôn từ dạ dày tống ra ngoài. Sau đó chúng ta đưa trẻ đến viện. Còn trong trường hợp mà trẻ không tỉnh thì chúng ta phải đánh giá xem trẻ có còn nhịp thở hay không bằng cách chúng ta áp tai sát má và mũi bệnh nhân, mặt quay xuống dưới quan sát xem động lực của trẻ có di động hay không. Trong trường hợp này trẻ còn thở thì chúng ta sẽ đặt trẻ nằm nghiêng sang một bên để các chất nôn được tống ra ngoài. Nếu chúng ta quan sát và cảm nhận thấy trẻ không thở, lúc đó chúng ta tiến hành đặt trẻ ở tư thế nằm an toàn. Đối với trẻ lớn trên 2 tuổi thì chúng ta sẽ lấy tay chúng ta sẽ đẩy cằm lên trên và trán ra phía sau. Còn đối với trẻ dưới 2 tuổi thì chúng ta sẽ làm sao đầu, cổ và ngực trẻ nằm trên một trục thẳng. Sau đó chúng ta sẽ dùng khăn lấy dị vật trong miệng của trẻ. Tiếp theo là chúng ta tiến hành hồi sinh tim phổi. Chúng ta tiến hành ép tim ngoài lồng ngực cho trẻ với tần số là 30 lần trên 1 phút vị trí ép tim. Chúng ta đo từ điểm hõm ướp đến mũi ướp. Chúng ta sẽ đặt tay vuông góc với thành ngực của trẻ ở một phần hai dưới. Tùy theo là trẻ lớn thì chúng ta có thể đặt hai tay, trẻ nhỏ chúng ta đặt một tay và trẻ bé hơn chúng ta có thể đặt hai ngón tay. Chúng ta ép liên tục như thế trong vòng với tần số khoảng 100 đến 120 nhịp trên một phút với lực đủ lớn. Đó là mỗi lần ép tim thì lồng ngực của trẻ nhún khoảng 1/3 so với bề dày của lồng ngực. Sau khi ép xong thì chúng ta phải để cho lồng ngực nở lên thì mới ép tiếp. Sau khi thực hiện 30 chu kỳ ép tim thì ta tiến hành hô hấp nhân tạo cho trẻ. Nếu mà trẻ lớn thì chúng ta lấy tay bịt mũi trẻ và chúng ta hít sâu vào rồi thổi vào mồm trẻ hai nhát liên tục. Còn nếu là trẻ nhỏ thì chúng ta thổi vào cả miệng và mũi trẻ. Chúng ta thực hiện liên tục như vậy trong vòng 1 phút, tương ứng khoảng 5 chu kỳ ép tim và hô hấp. Sau đó chúng ta sẽ đánh giá lại, quan sát và cảm nhận xem trẻ đã thở lại chưa. Trong trường hợp trẻ đã thở lại thì chúng ta sẽ cho trẻ nằm nghiêng an toàn và tiến hành vận chuyển trẻ để trẻ đến bệnh viện. Nếu trường hợp mà trẻ vẫn chưa thở lại thì chúng ta tiếp tục thực hiện ép tim và thổi ngạt liên tục, cứ mỗi phút đánh giá một lần cho tới khi trẻ thở lại hoặc có nhân viên y tế đến hỗ trợ. Trên đây là những kỹ năng cấp cứu hết sức cơ bản, không cần các trang thiết bị y tế nhưng có ý nghĩa sống còn đối với việc cấp cứu trẻ bị đuối nước. Hút thuốc lá rất có hại cho sức khỏe, đây là điều mà ai cũng biết. Nghiện thuốc lá sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, cao huyết áp, ung thư phổi cũng như nhiều bệnh lý nguy hiểm khác. Tuy nhiên, việc cai thuốc lá không hề dễ dàng, nhất là với những người có tiền sử hút thuốc nhiều năm. Hưởng ứng Ngày Thế giới không hút thuốc lá 31 tháng 5, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Đức Trúc, phó trưởng khoa phụ trách y học cổ truyền và phục hồi chức năng Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên sẽ giới thiệu tới quý vị bài thuốc hiệu quả để cai thuốc lá. Hút thuốc lá là một yếu tố làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp. Theo đánh giá của các chuyên gia y tế công cộng, có hơn 5.000 thành phần hóa học được tìm thấy trong khói thuốc và
hàng trăm ngàn thành phần gây hại đến sức khỏe con người. Sau đây tôi xin giới thiệu bài thuốc nam và những cái vị thuốc mà có tác dụng là cai nghiện thuốc lá, có hiệu quả rất là cao. Đây là bông mã đề, mã đề còn có tên khác gọi là sa tiền. Chúng ta có thể dùng khoảng tầm từ 15 đến 20 gram, có thể cho vào nước đun sôi, hãm trà uống hàng ngày. Bệnh nhân cũng có thể là quên đi những cái cơn nghiện thuốc lá. Đây là vị thuốc nhục quế, có nhiều cách để bạn sử dụng quế như một trợ thủ giúp bỏ thuốc. Đơn giản chỉ là hít sâu mùi hương thanh quế, bạn sẽ cảm giác như là đang hít một làn thuốc từ điếu thuốc lá. Ngoài ra, quế còn làm tăng hoạt động của não, làm giảm cảm giác thần kinh và mất trí nhớ. Những dấu hiệu tạm thời do tác dụng phụ của việc cai thuốc lá. Tiếp theo là mật ong. Qua quá trình nghiên cứu, các chuyên gia nhận thấy là nọc ong có tác dụng tốt để cai nghiện thuốc lá. Với những người mới nghiện thuốc lá, uống hỗn hợp mật ong pha với chanh hoặc tắc và nước lọc, tỷ lệ là một muỗng cà phê mật ong, 1 đến 2 chai tắc hoặc chanh, 5 muỗng nước đun sôi để nguội, uống trước khi bạn thấy thèm thuốc, và số lượng là 5 cốc đến 10 cốc một ngày. Đây là vị hoa cúc. Hoa cúc hãm trà là cách giúp xoa dịu thần kinh, giúp giảm và cảm giác thèm thuốc lá, nên uống khoảng tầm 2 đến 3 lần trên một ngày, có tác dụng rất tốt cho những người bị nghiện thuốc lá. Đây là một cái vị rau diếp cá. Trong đời sống của chúng ta có tác dụng thanh nhiệt giải độc, có thể dùng 50g rau diếp cá, 45g địa long, 45g biên trí, 15g nhân sâm, cho tất cả các vị thuốc này vào nồi và sắc lấy nước uống, thêm vào 100g đường trắng đun cho đến khi nước đặc lại như keo thì đổ ra cho uống sắc thành viên, khi nào thèm thuốc thì cũng bỏ ra ngậm. Xin giới thiệu đây là muối trắng, một mẹo nhỏ khá lạ nhưng rất là công hiệu. Nếm chút muối bằng đầu lưỡi của bạn, nó sẽ dập tắt ngay cơn thèm thuốc và giúp bạn cai thuốc lá một cách cũng là dễ dàng. Vị thuốc lam cần tây. Cần tây được biết đến như là loại rau rất tốt cho sức khỏe và có hiệu quả tốt khi được dùng để cai thuốc lá. Ngoài ra còn có cà tím, các loại đậu, các loại rau và dưa chuột cũng góp phần làm giảm cơn thèm thuốc. Thuốc lá không những gây ung thư phổi mà nó còn gây ra nhiều bệnh lý khác như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản, nhiễm trùng đường hô hấp. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 80-90% số bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có nguyên nhân từ thuốc lá. Sau đây mời quý vị cùng gặp gỡ với bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Đồng Bình, khoa nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà để cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Xin chào bác sĩ ạ. Thưa bác sĩ, phổi tắc nghẽn mãn tính là gì ạ? Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là một bệnh về đường hô hấp đặc trưng bởi sự tắc nghẽn cái đường khí thở ra. Bệnh này diễn biến một cách từ từ, nó là phản ứng viêm bất thường của phổi với bụi, các cái phân tử nhỏ hoặc là các cái khói, trong đó thì điển hình nhất là khói thuốc lá, thuốc nào. Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì phổi tắc nghẽn mãn tính có liên quan đến thuốc lá như thế nào ạ? Khi mình hút thuốc lào thuốc lá thì cái khói nó sẽ đi qua đường miệng, thì vô tình là nó đã bỏ qua cái hàng rào bảo vệ thứ nhất, đó là sự lọc của cái mũi. Khói thuốc vào phổi thì nó sẽ gây ra tình trạng là tiết đờm nhiều hơn bình thường, và khi tiết đờm khả năng đưa đờm ra khỏi đường hô hấp lại kém hơn so với bình thường, đó là do cái hệ thống nông chuyển nó bị tê liệt hoặc là bị phá hủy. Thứ hai thì là khi khói thuốc lào thuốc lá vào đường hô hấp thì nó sẽ gây ra tình trạng biến đổi những cái cấu trúc của tuyến tiết nhảy. Tuyến tiết nhảy sẽ tiết ra nhiều dịch hơn, không đẩy được chất nhảy đấy ra thì sẽ gây ra cái hiện tượng là bị tắc nghẽn lại cái đường thở. Và cái thứ ba nữa đó là khi khói thuốc lào thuốc lá vào phổi nó sẽ gây ra tăng tính đáp ứng của hệ hô hấp, nó sẽ gây ra cái tình trạng là co thắt phế quản, thở rít, thở ngáy và gây tình trạng khó thở. Vậy triệu chứng của phổi tắc nghẽn mãn tính như thế nào thưa bác sĩ? Thứ nhất thì bệnh nhân sẽ có tiền sử là tiếp xúc với những cái khói bụi thuốc lào thuốc lá hoặc là cái chất hóa học độc hại. Thứ hai nữa là có cái tình trạng là ho khạc đờm 3 tháng trong vòng 1 năm liên tiếp trong 2 năm trở lên. Dấu hiệu thứ ba đó là tình trạng khó thở, thường thì sẽ tiến triển nặng dần theo thời gian, và khó thở thì thường là khó thở liên tục, và bệnh nhân thì phải kháng sức khi thở, cảm giác lúc nào cũng như là mình bị thiếu không khí ấy, rồi thở hổn hển. Khó thở thì tăng lên khi mình gắng sức, khi lao động
rất dễ là bị nhiễm trùng đường hô hấp, ví dụ như là tình trạng là ho, khạc đờm và sốt. Tiếp nữa là khi khám lâm sàng ấy, thì thường là sẽ có cái tình trạng là khám thấy là rì rào phế nang nó sẽ giảm, lồng ngực thì hình thùng, gõ thì vang. Trường hợp nó nặng lên thì nó sẽ gây ra cái tình trạng là suy tim phải, thì có những cái dấu hiệu nhận biết đó là phù hai chân, gan to và tĩnh mạch của lộ. Thưa bác sĩ, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì sẽ được điều trị như thế nào ạ? Điều trị sẽ gồm những cái bước sau. Thứ nhất thì mình nên, đầu tiên là nên tránh khói bụi, tránh tiếp xúc với các hóa chất độc hại. Thứ hai là tránh lạnh. Thứ ba nữa là cai nghiện thuốc nào thuốc ná nếu mình đang hút. Thứ tư nữa là lên vệ sinh mũi họng thường xuyên và hàng ngày. Thứ năm là tiêm vaccine phòng cúm và hàng năm vào đầu các mùa thu, có thể là tiêm phòng thêm vaccine HI hoặc là phế cầu. Khi điều trị thuốc thì gồm có hai thuốc cơ bản, đó là thuốc giãn phế quản và thuốc corticoid. Có thể là dùng thêm kháng sinh, thở oxy, tùy vào tình trạng của bệnh nhân để có cái cách dùng tốt nhất. Vậy là chúng ta cần làm gì để ngăn ngừa bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thưa bác sĩ? Đầu tiên là mình không nên hút thuốc lào thuốc ná. Những người mà đã hút rồi thì lên cai thuốc lào thuốc ná. Tránh tiếp xúc với khói bụi, tiếp xúc với hóa chất kéo dài. Khi đã có các cái triệu chứng của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hoặc là nghi ngờ mình mắc thì mình lên đến các cái sở y tế mà có các bác sĩ chuyên khoa, cái phương tiện hỗ trợ điều trị và chẩn đoán là tốt nhất. Thì cảm ơn bác sĩ về những thông tin hữu ích vừa rồi. Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần tăng cường sức miễn dịch, tăng cường dinh dưỡng cần thiết để chống lại bệnh tật. Tuy nhiên, vitamin cần được sử dụng đúng liều lượng dưới sự tư vấn và điều trị của thầy thuốc. Với sự phát triển của mạng xã hội, không ít người dân đã tin vào những lời quảng cáo có cánh, những lời khuyên của các bác sĩ Google để mua về hàng tá các loại thuốc, thực phẩm dinh dưỡng nhằm bổ sung vitamin mà bỏ qua một điều căn bản, bất cứ loại thuốc nào cũng cần phải sử dụng theo đơn của các bác sĩ. Ngay từ khi dịch bệnh có chiều hướng diễn biến phức tạp, rất nhiều phụ huynh đã mua sẵn nhiều loại vitamin để con nhỏ và cả gia đình sử dụng. Đa số họ nói rằng không nhớ tên thuốc bổ mình đang uống là gì. Khi ra hiệu thuốc hỏi thuốc tăng cường miễn dịch thì được nhân viên bán hàng giới thiệu và mua về sử dụng. Trong thời buổi dịch ấy nên sợ các cháu bị mắc ấy, nên là tôi thường xuyên mua thuốc bổ với cả vitamin tăng sức đề kháng cho các con uống ạ. Tôi có hỏi mắc là về những cái loại thuốc tăng sức đề kháng nào tốt ạ. Người bán thuốc tư vấn thì tôi sẽ mua ạ. Trước khi dịch Covid thì cả nhà tôi ai cũng uống C đấy, bổ sung chất để tránh Covid. Đấy là do cái bản thân mình nữa, cần thiết để bổ sung cho cơ thể chống chọi được cái căn bệnh dịch Covid. Trong thời gian bị Covid thì cả gia đình nhà em có bổ sung vitamin mua ở các quầy thuốc họ tư vấn ạ. Trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp hiện nay, việc bổ sung vitamin vào chế độ chăm sóc hàng ngày có thể giúp cải thiện sức khỏe và ngăn ngừa bệnh tật. Tuy nhiên, nếu không có chỉ định của bác sĩ mà tự ý sử dụng thì sẽ có nhiều hậu quả xấu có thể xảy ra cho người dùng. Nhiều loại vitamin và các chất bổ sung có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe khi người dùng đang uống một vài loại thuốc điều trị như kháng sinh, thuốc tim mạch. Nhiều bệnh nhân cho rằng bổ sung dinh dưỡng bằng cách uống các loại thuốc vitamin là an toàn và không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Đây là điều rất nguy hiểm. Đặc biệt như trong vụ dịch Covid vừa rồi thì chúng tôi gặp rất nhiều trường hợp là bổ sung vitamin C quá mức gây loét dạ dày cho trẻ. Những trường hợp như thế thì thông thường ho kéo dài mà nhiều khi là mình cứ nghĩ là do bệnh phổi nhưng thực tế thì nó không phải. Tôi khuyến cáo với các bậc phụ huynh là lên bổ sung theo hướng dẫn của các chuyên gia y tế. Tối thiểu là mình phải đi bác sĩ để kiểm tra để xem cái tình trạng thiếu hụt như thế nào. Với một vài trường hợp ví dụ như là mình tự mua nếu mà dùng quá liều thì có thể gây ra những hệ lụy không mong muốn. Dùng vitamin A quá liều thì có thể gây ra tăng áp lực nội sọ trẻ. Thừa vitamin D thì có thể gây ra cốt hóa xương sớm, gây chán ăn. Uống canxi quá mức thì có thể gây ra sỏi thận. Trong thực tế, cơ thể không cần vitamin và khoáng chất bổ sung với liều lượng quá lớn. Bất cứ một thành phần nào khi được bổ sung liều lượng quá lớn vào cơ thể cũng gây ra sự mất cân bằng và cản trở việc hấp thu các chất dinh dưỡng. Để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể trong mùa dịch bệnh là cần thiết. Cung cấp đầy đủ các vitamin và khoáng chất là đúng, nhưng cần có liều lượng vừa và đủ. Không thể suy nghĩ vitamin và khoáng chất là thuốc bổ dùng cho khỏe. Bên cạnh đó là kết hợp nhiều biện pháp khác nhau như luyện tập thể dục, không lạm dụng rượu bia, làm việc và nghỉ ngơi khoa học. Chương trình Cuộc Sống Khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.